Thằng Bảo có thích con bé đó không? Con bé đó nhìn cũng được, không đẹp sắc sảo lắm, nhưng được cái là dễ bảo. Mà cái được nhất là nó rất thích thằng Gia Bảo. Nhưng mà thằng Bảo... Từ từ nó sẽ thích. Nếu như nó biết được sau đám cưới nó sẽ có gì và bao nhiêu phần trăm thì nó sẽ thích thôi. Anh hiểu rồi. Cô chào cô. Ủa? Dạ chào bác. Con tới hồi nào sao không gọi cho cô? Dạ con cũng mới tới à. Đây là Mai Thanh mà phải không? À, đây là con gái duy nhất của tập đoàn Trường Phát, có vốn điều lệ cả 100 tỷ đó. Em tính cho tụi nhỏ sẽ cưới vào cuối năm nay đó. Xin chào con. Nè, sao không để cô tới đón con? Cô cháu mình đi chung cho vui. Dạ thôi, sợ phiền cô lắm, con tự đi cũng được. Thôi bây giờ mình đi con. Dạ. Tôi đi nha. Mình đi cô. Con. Con coi nè, con thấy sao? Dạ con thấy hai cái đó hợp với cô á. Sao nãy giờ con thấy cô lựa cái nào cũng hợp với cô hết vậy? Coi bộ con không chỉ đàn hay mà gu thời trang của con cũng được quá chứ. Vậy mà mẹ con nói là con không biết lựa đồ. Gu thời trang của con sao so được với cô? Cô vừa trẻ đẹp, dáng lại chuẩn, chắc chắn mặc hai cái đó là đẹp lắm luôn á. Nhờ có câu nói này của con, cô có cảm giác là cô trẻ thêm 10 tuổi nữa đó. Con nói thiệt mà. Đẹp hả con ha? Dạ. Cô tới đây làm gì? Thì tôi cũng đi mua sắm như chị thôi. À, Thanh à, con đi coi đồ đi. Hôm nay con muốn mua gì cũng được. Xem như là chút quà cô mừng con về đây. Để cô nói chuyện với bạn cô một chút. Dạ. Cô đang lập cái trò gì vậy? Cô bị điên hả? Không phải Kha, cũng không phải Minh, chắc là con dâu tương lai. Gia Bảo con trai của chị hình như cũng bằng tuổi con trai tôi phải không? Nè, đừng có làm lộ quá, coi chừng con dâu tương lai phát hiện bây giờ. Cô à chị, anh để quên cái này ở chỗ tôi. Gì? Cô nói cái gì? Vậy là anh không nói chuyện gì với chị sao? Mấy bữa trước anh bị tai nạn, cho nên anh phải ở nhà tôi mấy ngày. Cô, lúc về anh để quên cái này. Cô, vậy là cô đã gặp lại chồng tôi rồi đúng không? Không được sao? Cô, nè, cô hết muốn sống rồi hả? Sao? Đừng nói là chị lại tính cho người đẩy tôi xuống suối một lần nữa nha. Đồ khốn nạn. Mai Thanh. Dạ. Về thôi con. Cô cảm thấy không được khỏe lắm nha. Dạ. Yeah.
Anh à, anh tính chừng nào cho thằng Bảo vô công ty làm vậy? Em thấy trước mắt cho nó vô phòng kế hoạch có vẻ được đó. Cái đó đi phòng nhân sự, họ sẽ tự sắp xếp. Vậy với thằng Nguyễn, anh tính đưa nó vô công ty làm, là anh định đưa cho nó vô phòng nào vậy? Tự nhiên em lại thấy tò mò. Với một đứa không có trình độ, không có kinh nghiệm, thì không biết nên đưa nó vô phòng nào để mà làm việc. À, cuối tuần này em có hẹn với gia đình Trường Phát để ăn tối. Anh cố thu xếp nha. Bảo, Kha, Minh, tụi con cũng vậy nghe không? Dạ. Bữa đó con có hẹn rồi. Quỷ hẹn đi. Không được. Con có hẹn với Lan Anh. Lan Anh nào con? Ý con nói là cái cô Lan Anh trước đây làm thư ký công ty mình đó hả? Dạ thưa ba, tụi con đang yêu nhau. Gia Bảo, ngoài Lan Anh ra con sẽ không đồng ý gặp gỡ ai hết. Nếu như bây giờ phải cưới ai đó, con sẽ chỉ lấy Lan Anh thôi. Bảo, không lẽ tới bây giờ con chưa tỉnh ra sao? Má đã nói không là không. Anh à, anh cản nó đi. Lấy con gái của Trường Phát có lợi ra sao, anh là người biết rõ mà. Nếu có thời gian rảnh thì thu xếp đưa bạn tới đây chơi. Ngay cả anh cũng vậy nữa hay sao? Tôi no rồi. Anh à, anh tính hủy cuộc hẹn với bên Trường Phát thiệt hả? Thì Bảo nó nói nó không thích mà. Nó không thích vì nó chưa biết cái gì cần thiết cho cuộc đời của nó. Anh phải giải thích cho nó hiểu chứ. Nó chỉ cần đủ hiểu là nó muốn chọn người nó cưới làm vợ. Đây là lần đầu tiên con nó dám nhìn thẳng mắt tôi mà nói ra mong muốn của nó. Từ sau cái hồi nó 12 tuổi, lúc nó nói nó muốn học làm bánh, thì chưa bao giờ nó dám nhìn thẳng mắt tôi mà nói như vậy hết. Nhưng mà em... Anh không muốn ép con để sau này nó phải hối hận. Hối hận? Cho nên anh mới đi gặp lại con nhỏ đó. Anh đã gặp lại con Dung có đúng không? Anh đi gặp nó cho nên mới bị tai nạn. Cho nên anh đã ở nhà nó mấy ngày trời đúng vậy không? Rồi giờ anh đã hối hận vì anh đã lấy tôi, nên anh mới đi tìm nó, muốn quay lại với nó, đúng hay không? Thật ra em còn lo sợ cái gì nữa? Em đã có trong tay mọi thứ hết rồi, em còn lo sợ cái gì nữa hả? Em sợ mất anh. Em sợ anh bỏ em. Vậy được chưa? Em nói đúng không? Cuối cùng thì chắc chắn cái sự nghiệp này sẽ được giao lại cho con trai. À không, hai đứa con trai kia thôi. Bây giờ ba có tới hai con trai, đâu tới lượt mình.
Mình phải chứng minh cho bà thấy, dù mình không phải là con trai, nhưng mình vẫn có thể làm tốt hơn.